Xin chào các bác, anh chị. Buổi sáng ngày 16 tháng 3, 2022, dương lịch và 14 tháng 2, âm lịch. Cứ thời tiết mà hoa vải nở, chuẩn bị nở là mưa theo kiểu này các bác. Đấy, và mưa, nói chung là mưa theo kiểu dạng mưa dày các bác. Chứ nó không phải mưa rào và mưa to, mưa cơn các bác. Mưa này kiểu mưa cả ngày luôn ấy. Và nó mưa dày ướt áo nhỉ. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì tưới cây táo giống cho em Thiện tại chợ gạo Tiền Giang này, em vừa bó xong đây. Đấy. Thì con này có một cẩu của một cái gọi ít thuốc của bạn ở Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang nhé. Cây giống hiện tại đến thời điểm này thì nó hắt quá các bác ạ. Đây nó bắn quá. Đó. Cây giống 75 cây táo Đài Loan giống nhé, gửi về chợ gạo Tiền Giang. Thì thời điểm này ở trong miền Nam cũng là thời điểm mà trồng cây rất là thích hợp và chuẩn bị đến mùa mưa đấy. Thì cái khu vực Tây Nguyên nhé, khu vực Tây Nguyên này, khu vực miền Nam này thì trồng cây rất là ok. Còn ngoài miền Bắc chúng em thì đúng không phải nói rồi, không nhỉ, cái thời điểm mùa xuân là tết trồng cây không. Bây giờ hiện tại vẫn là tiết xuân các bác nhé, tiết trời xuân nên là trồng cây nó rất là đẹp và rất là thích hợp đấy. Thì lát sẽ mang đi gửi cho các bác anh chị nhé. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì làm cái video ngắn để giới thiệu các bác và cây táo giống gửi về cho các bác còn rất là nhiều nhỉ. Các anh chị em ở gần đây thì vẫn đến lấy nhỉ, còn ở xa thì em vẫn ngày nào vẫn gửi nhé. Cái số lượng đơn, số lượng cây táo giống đây, cây táo giống đây, bó cho các anh chị chuẩn bị vụ trồng cho 2023 nhé. Thì một số bạn ở cứ điện ở trong miền Nam thì cứ điện nói là thế thì tháng 5, tháng 7 có táo giống không anh? Bởi lúc đấy thời điểm mà mùa mưa ấy thì nó lại nghịch mùa sang miền Bắc các bác nhé. Tức là miền Bắc thì cây táo giống của chúng em chỉ đánh từ tháng 10 đến khoảng tầm tháng 3 âm lịch thôi. Tháng 3 cùng lắm là gạn sang tháng 4 âm lịch một chút thôi. Đấy, còn không là không thể đánh được nữa. Thì em sẽ mang lên xe để lát đi gửi cho các bác nhé. Để trong xe này lát mang đi gửi cho các bác. Thì một hôm qua cũng nghe điện của một bác ở Hòa Bình, Kim Bôi Hòa Bình. Bác ấy cũng nói là cây táo giống các bác ấy tìm ở rất nhiều nơi cũng nhỉ. Nhưng mà ví dụ đi xuống cái khu vực ở Hà Nội hoặc là Hưng Yên chẳng hạn, đấy người ta chỉ giống đi một lượt cũng nhỉ, chỉ giống ví dụ đi một vòng vẫn cái cây đó nhỉ. Hỏi lúc mà hỏi mua táo Đài Loan thì vẫn chỉ cái đấy, và lúc mà hỏi kim đào mật thì vẫn chỉ cây đấy cũng nhỉ. Thì các bác cũng nói là tới thì về đây, bảo thực sự là các bác đến thời điểm này là cũng gọi là cuối của cái mùa cây táo giống các bác nhé, cuối của mùa cây táo giống rồi đấy. Ở như anh em chúng em ở cái khu vực gần chỗ như em đây thì cơ bản là trồng đã gần như là xong các bác ạ. Cơ bản trồng gần như đã xong. Thế còn bây giờ các còn lại các một số cây hoặc là một số mà anh em ở miền Nam trồng ấy thì nó nói chung là cái số lượng thì cũng tương đối là nhiều, nhưng mà so với miền Bắc của gần anh em chúng em ở gần đây thì không đáng kể các bác nhé. Bởi vì là cây táo giống như anh em chúng em ở đây thì các bác cái trồng cực kỳ mạnh nhỉ. Còn ở trong miền Nam cũng như ở các vùng khác thì các anh chị nói là chưa thấy ai trồng, hoặc là trồng theo kiểu mang tính thử nghiệm thôi ấy. Đấy nên là cái việc mà phát triển về cây táo thì nó cũng chưa được rộng rãi, chưa được nhiều như anh em chúng em. Đấy còn thì các bác mà cứ trồng, các bác thấy cảm thấy ok thì các bác cứ theo dõi kênh Núi Đồi Lục Ngạn để các bác có thể là tham khảo các anh chị nhé. Đấy thì em cũng xin nhắc lại là cây táo giống thì vẫn còn rất là nhiều nhỉ. Cây táo giống còn rất nhiều. Táo xuân thì hai hôm nữa thì em vẫn gửi qua xe này về các tỉnh như Tuyên Quang, Hòa Bình. Thì cây táo xuân thì cây táo mới ghép lên nên có bầu nên là nó tương đối nặng và cái mắt ghép nó chưa được liền lạc. Đấy còn cây táo Đài Loan và đấy, còn một vài bác hỏi kim đào mật thì đến thời điểm này cũng là hết rồi các bác nhé. Đấy kim đào mật và một số loại táo khác nữa thì các bác gần như là đã cuối vụ rồi, nên là đến thời điểm này chỉ còn xuân Đài Loan đúng nhỉ. Đấy, kim đào mật thì hết đúng nhỉ, còn chút đào vàng. Đấy tóm lại là nó gọi là cuối vụ cây giống của miền Bắc các bác ấy nhé. Đấy còn đấy, vẫn còn cây táo giống thì vẫn còn đúng nhỉ, trồng thì vẫn rất là ok, nhưng mà ở miền Nam đến thời điểm này thì là thời điểm mà mùa mưa thích hợp ấy, nên các bác cũng sẽ trồng nhiều. Đấy thì các bác có thể tham khảo và trồng cho gia đình mình. Đấy còn đây cây giống gửi về chợ gạo Tiền Giang này. Tiền Giang. Đấy, còn các khu vực như là Tiền Giang, Cần Thơ,
khu vực miền, tóm lại là khu vực miền Nam đúng không nhỉ, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sóc Trăng đúng không nhỉ, thì em cũng đã gửi và giao lưu với các anh chị rất là nhiều về cây táo giống. Đấy thì ở trong clip trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng xin chia sẻ với các bác là vụ cây táo giống ở miền Bắc ấy, thì nó cũng chỉ kéo dài từ tháng 10 âm lịch đến cùng lắm là tháng tư thôi, tháng tư gọi là cố đúng không nhỉ. Đấy, còn lại từ tháng 4 đến tháng 9 là gần như là lúc đấy là chúng em làm cây non, kể cả cây già thì cũng không đánh được các bác nhé. Đấy, cây già cũng không đánh được cây giống đâu, nên là các bác cũng hình dung là như vậy, nên là các anh chị em nào mà trồng thì các anh chị cũng có thể tranh thủ nhé. Còn còn nếu thực sự nếu vẫn lúc đấy còn cây giống thì vẫn có thể là gửi cho các anh chị, nhưng nó phải có bầu và phải ươm nó ổn định sẵn vào trong cái bầu đất rất là to nặng đấy thì mới gửi được. Nhưng mà lúc đấy thì gửi hàng trăm cây thì không gửi được rồi, mà lúc ấy chỉ có còn gửi lại khoảng tầm 1-2 cây theo kiểu là bán, theo kiểu làm cảnh chơi thôi. Còn ví dụ như là các bác mà trồng hàng trăm cây, hàng chục cây thì gửi cây dễ trần này thôi các bác nhé. Đấy thì em cũng xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi, chúc anh chị sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Đấy, buổi sáng mưa đấy, đang lộp bộp hết đấy, lộp bộp lắm đấy, đây mưa hoa vải đây, và em tranh thủ đi gửi cây táo cho các bác nhé. Xin hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo. Đây, vải thiều ra thì cũng đang ra hoa rồi, đang nở hoa rồi. Đó.